kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời tiết 12 giờ ngày 17 tháng 4 trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, chiều tối ngày hôm qua trên địa bàn huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng có mưa lớn kéo dài, đi kèm với hiện tượng thời tiết cực đoan. Sấm sét đã gây thiệt hại nghiêm trọng. Thời điểm mưa lớn thì một hộ gia đình ở tổ 13 thôn Bồng Lai, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng bị sét đánh chết 10 con bò. Chuồng bò được xây dựng với nhiều vật liệu bằng sắt nên khi sét đánh vào chuồng, điện truyền qua gióng sắt khiến cho bò bị điện giật. Theo dự báo thì những cơn mưa dông trái mùa sẽ có xu hướng giảm dần ở Tây Nguyên và Nam Bộ. Tuy nhiên trong chiều tối nay và chiều tối mai thì mưa dông cục bộ vẫn còn xảy ra về cuối ngày. Bà con vẫn nên đề phòng cảnh giác với những điểm mưa dông, kèm theo đó là thời tiết nguy hiểm như dông sét và gió mạnh. Ban ngày thời tiết cũng sẽ dần trở lại kiểu ngày nắng nhiều và nắng sẽ xuất hiện sớm hơn ở các tỉnh thành Tây Nguyên cũng như là khu vực Nam Bộ. Từ ngày 19, ngày 20 thì số điểm nắng nóng sẽ gia tăng nhiều hơn tại hai khu vực ở phía Nam. Nhiệt độ ở Nam Bộ sẽ đạt khoảng từ 33 cho đến 36 độ, có nơi cao hơn, còn Tây Nguyên phổ biến là từ 31 cho đến 34 độ, có nơi 35 độ. Trở ra với Bắc Bộ, do hội tụ ở độ cao 1.500 m nên tại khu vực vùng núi ở phía Bắc trời nhiều mây, có mưa rào nhẹ và có nơi có dông vào buổi sớm ngày hôm nay. Tuy nhiên thời gian có mưa diễn ra ngắn. Khoảng chiều tối đêm ngày 20 tháng 4, khả năng khu vực sẽ xuất hiện trở lại mưa rào và đôi lúc có dông ở tại vùng núi. Còn trong ngày thì vùng thấp nóng ở phía Tây có xu hướng mở rộng phạm vi hoạt động, sẽ là tác nhân chính cho nhiệt độ có xu hướng gia tăng thêm trong 1-2 ngày tới, nhất là thời điểm trưa chiều. Nhiệt độ cao nhất trong ngày 18 được dự báo sẽ dao động chủ yếu trong khoảng từ 27 cho đến 31 độ, khu Tây Bắc cao hơn, dao động từ 32 đến 33 độ. Mức nhiệt này sẽ còn tăng khoảng từ 1 đến 2 độ trong ngày 19 và ngày 20. Ở phía Đông thì nhiệt sẽ là từ 28 đến 31 độ, còn phía Tây sẽ là từ 30 đến 33 độ. Riêng khu Tây Bắc có nơi đạt ngưỡng nắng nóng nhẹ với nhiệt độ là 35 độ. Trung Bộ thời tiết không mưa kéo dài trong 2-3 ngày gần đây. Dự báo trạng thái này sẽ còn tiếp tục diễn ra trong 3 ngày tới. Ngày nắng và nắng có cường độ mạnh dần theo từng ngày. Thậm chí là trong ngày 19, ngày 20 tháng 4 thì số điểm nắng nóng ở vùng núi phía Tây, khu vực Trung Trung Bộ có thể gia tăng. Với nhiệt độ cao nhất trưa chiều sẽ là từ 33 cho đến 36 độ ở Thanh Hóa đến Quảng Ngãi. Các tỉnh Nam Trung Bộ thời tiết ổn định, tuy nhiên nhiệt độ không quá cao, chủ yếu không vượt quá ngưỡng 34 độ. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết trong 3 ngày tới cho các khu vực trên cả nước. Mời quý vị cùng theo dõi. Khu vực ở phía Tây Bắc Bộ, từ ngày 18 đến ngày 20 chiều tối và đêm có mưa rào và dông ở vài nơi, ngày nắng nóng. Riêng ngày 18 có nơi nắng nóng cục bộ. Nhiệt độ cao nhất ngày mai sẽ là từ 28 cho đến 31 độ. Khu Tây Bắc là từ 32 đến 33 độ. Đến ngày 19 và ngày 20 thì nhiệt tăng lên mức là từ 30 cho đến 33 độ. Khu Tây Bắc là từ 33 cho đến 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ trong 3 ngày tới có mưa rào và dông ở vài nơi. Riêng vùng núi ở phía Bắc, chiều tối và đêm ngày 20 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng, nhiệt độ ngày mai sẽ là từ 27 cho đến 30 độ. Hai ngày sau đó tăng nhẹ khoảng 1 độ, lên mức là từ 28 cho đến 31 độ. Đối với các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, từ ngày 18 cho đến ngày 20 chiều tối và đêm có mưa rào và dông ở vài nơi, ngày nắng nóng. Riêng ngày 18 có nơi nắng nóng, nhiệt độ ngày mai sẽ là từ 31 đến 34 độ, hai ngày sau đó tăng lên mức là từ 33 cho đến 36 độ, có nơi cao hơn. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trong 3 ngày tới, chiều tối và đêm có mưa rào và dông ở vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ ngày mai sẽ là từ 31 cho đến 34 độ. Hai ngày sau đó, các tỉnh ở phía Bắc khu vực có nắng nóng với nhiệt độ có thể đạt ngưỡng 36 độ. Trở vào với Tây Nguyên, từ ngày 18 cho đến ngày 20, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ trưa chiều từ 31 cho đến 34 độ. Ở tại khu vực Nam Bộ, từ ngày 18 đến ngày 20, chiều tối và đêm có mưa rào và dông ở vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, ngày nắng có nơi nắng nóng. Nhiệt độ ngày mai sẽ là từ 31 cho đến 34 độ, sau tăng lên ngưỡng là từ 33 đến 36 độ trong 2 ngày sau đó. Quay trở ra với thủ đô Hà Nội trong 3 ngày tới, có mưa ở vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ ngày mai sẽ là từ 28 đến 30 độ, hai ngày sau đó tăng nhẹ khoảng 1 độ, lên mức 29 cho đến 31 độ. Trên biển thì khu vực vùng biển phía Bắc của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, mưa xảy ra ở vài nơi, ngày nắng, gió hoạt động ở mức cấp 4 đến cấp 5, tầm nhìn xa thông thoáng. Còn khu vực giữa và Nam Biển Đông, trong đó có huyện đảo Trường Sa, vẫn phổ biến là ít mưa, gió ở mức cấp 4, biển êm. Nhìn chung thời tiết ở cả hai huyện đảo thuận lợi cho hoạt động của tàu thuyền. Bản tin thời tiết trưa nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.